Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục tăng cường triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xác nhận đối tượng được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương theo quy định. Đồng thời yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để đảm bảo hỗ trợ theo đúng đối tượng quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị viễn thông tăng cường tiếp cận, vận động các đối tượng được hỗ trợ của chương trình đăng ký sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích. Cùng với đó là tăng cường truyền thông về các chính sách của chương trình để các đối tượng thụ hưởng được biết và đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.